Rồi, xin chào các bạn nha. Chiều nay mình giao lưu cho các bạn một cái cây mai giáo quyết lông rin. Cây này cây màu vàng chanh nha các bạn. Chiều cao của cây này là 90. Bề ngang là gần 1 mét. Còn mình thân mình đo ngay chỗ đoạn này, chỗ eo này là 22 nha. Còn dưới này mình không có đo. Dưới này nó bị dít cái rỡ ra, mình không có đưa thước vô được. Nếu mà đo cái chỗ đoạn này nữa là nó phải rơi tầm 24-25 anh em. Cây già cụ đỡ đẹp. Đấy, đường quần thách đi lên này anh em xem này. Thấy chưa? Cây được 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này. Đó. Bảy chi và phần trên này đó, thì anh em thích mình có thể mình hãm lại được anh em đó. Cái này cây già lớn nha anh em, mình chỉ thanh lý giá rỉ cho nó ra đi nhanh là giá là 3.500.000 nha anh em, giá tại vườn mình không có bao cước nha, thanh lý là nhanh anh em. Đấy, vuốt lông đột đỏ rất là rõ ràng nha anh em, ra đều hết mà ở đây đồ lấy da ra đều hết anh em xem này, nó rực rực hết cả nha anh em, đã đậm đều luôn. Cái này thì nó đang vào form rất là đẹp rồi, thì nói chung nó thuần gốc thuần cành rồi, anh em chỉ bấm tỉa sơ sơ thôi anh em, bấm sơ sơ để mà mình giữ form thôi. Đoạn nào nó lê tế thì mình bấm mình nè. Thùng này, giá 3.500.000 là giá thấp nhất thị trường rồi anh em, so với cái dòng thị trường Mai Bình Định mình đang rất rẻ nha anh em. Cái rinh đó, cái già không, gió lột già coi. Cái này sau này nó lên nu xù nha anh em, đông tán coi rồi, rất ok, thuần cốt thuần cành hết rồi nè, đi phom lùng nha nè. Cây nằm trong cái chậu 54. Đang đứng từ xe mình lấy hết phom tổng thể nó một lần nữa, anh kết thúc video luôn nha nè. 3.500.000 giá không bao cước. Anh em nào thiện chí giao lưu gọi điện số điện thoại là 0849 020 790, đó là số kết bạn Zalo của mình luôn nha. Rồi xin chào ha. Quay lại phần gốc đất một lần nữa, anh kết thúc video luôn anh em.